Sau thời gian dài chờ đợi, Arsenal đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Declan Rice với mức giá kỷ lục 105 triệu bảng. Với mức giá này, Declan Rice trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal, phá sâu kỷ lục 72 triệu bảng do Nicolas Pepe thiết lập vào năm 2019. Declan Rice cũng vượt qua Jack Grealish trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Bản hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 5 năm kèm với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tại Emirates, tiền vệ này sẽ tiếp tục mặc số áo 41 yêu thích. Chia sẻ về khoảnh khắc khi khoác áo Arsenal, Declan Rice cho biết: "Tôi đã theo dõi Arsenal trong những mùa giải vừa qua và con đường mà họ đang đi. Không chỉ ở mùa trước mà ngay cả khi đứng thứ 5, họ cũng có những màn trình diễn ấn tượng cùng với tài dẫn dắt của Mikel Arteta." Sau khi hoàn tất việc bán Declan Rice cho Arsenal, West Ham đã dư giả ngân sách chuyển nhượng. Giờ đây, câu lạc bộ thành London đang lên kế hoạch chi tiết bổ sung nhân sự. Với ngân sách chuyển nhượng hiện tại, West Ham sẽ đủ sức chiêu mộ đến 13 tân binh. Harry Maguire là một trong những cái tên lọt vào tầm ngắm của búa tạ. West Ham chuẩn bị gửi tên Man United lời đề nghị chính thức. Man United được cho là sẵn sàng bán Harry Maguire nếu như họ nhận được một lời đề nghị 40 triệu bảng. Họ chấp nhận chịu lỗ nặng so với con số 80 triệu bảng mà họ từng đầu tư vào năm 2019. Phía Man United cũng muốn nhanh chóng thanh lý trung vệ 30 tuổi để có thêm ngân sách trang trải và chi phí chuyển nhượng. Theo Gianluca Di Marzio, Romelu Lukaku đã tự ý liên hệ với Juventus khi mà thời điểm anh cùng với Inter Milan chuẩn bị đá trận chung kết Champions League. Khi biết chuyện, Inter dĩ nhiên không thể chấp nhận, nhất là khi Inter và Juventus là hai đối thủ truyền kiếp. Theo thông tin mới nhất, Inter đã chính thức từ bỏ thương vụ chuyên mộ Lukaku, thậm chí phía Inter còn tuyên bố tuyệt giao với tiền đạo người Mỹ. Đội bóng thành Milan thông báo với Lukaku về quyết định của mình bằng một cuộc điện thoại chỉ kéo dài 30 giây. Giờ đây, Juventus đang được xem là bến đỗ khả dĩ nhất cho Lukaku. Đội bóng thành Turin đang gạ Chelsea đổi Lukaku lấy Vlahovic và Chelsea phải bù thêm 20 triệu euro. Hợp đồng của Messi có thời hạn đến năm 2025 và có giá trị 60 triệu đô la một năm. Bolero mắt của huyền thoại người Argentina được ấn định vào ngày 17 tháng 7 tại sân DRV PNK. Messi nói về quyết định chuyển đến MLS của anh: "Tôi rất vui mừng được bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình với Inter Miami và chơi bóng tại Mỹ. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng một dự án. Tôi rất háo hức ra mắt tại ngôi nhà mới của mình." Về phía đồng sở hữu đội bóng, David Beckham cho biết việc ký hợp đồng với Messi là điều tự hào và giúp giấc mơ của anh trở thành sự thật. Với sự góp mặt của Messi, hình ảnh huyền thoại này xuất hiện khắp nơi ở Florida trong những ngày này. Amali đang tiến rất gần đến việc chuyên mộ thành công Riyad Mahrez khi các nguồn tin thân cận đều nhấn mạnh cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đã đi đến bước cuối cùng. Trước đó, The Athletic tiết lộ Amali đã đạt thỏa thuận cá nhân với Mahrez khi trả cầu thủ này 25 triệu bảng một năm. Song song với đó, câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út cũng chấp nhận chi 30 triệu bảng cho Marcelli để sớm hoàn tất thương vụ. Riyad Mahrez sẽ trở thành nguồn sầu tiếp theo cầm bên Amali sau những tên tuổi đáng chú ý cũng vừa mới chuyển đến Ả Rập Xê Út từ ngoại hạng Anh như Roberto Firmino, Angelo Kante hay Edouard Mendy. Frank Lampard tin rằng Mason Mount hoàn toàn có thể nâng cao tiêu chuẩn ở Man United trong thời gian tới. "Những gì tôi sẽ nói về Mason là tất cả những điều tôi đã nói. Bạn nói về những cầu thủ hiện đại và trận đấu đã thay đổi như thế nào. Cậu ấy là một sự trở lại với thái độ, sự cam kết và phẩm chất. Đó là những vẻ đẹp khi làm việc với Mason. Cậu ấy cho bạn thấy về nỗ lực của cậu ấy mỗi ngày. Nếu bạn đang cố gắng xây dựng một tinh thần tập thể của một đội bóng với những cầu thủ luôn muốn cống hiến hết mình và có một tài năng đội một hàng đầu, thì Mason là một sự lựa chọn quá phù hợp. Tôi muốn cậu ấy ở lại Chelsea vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ là trung tâm của nó. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra."